Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cây cỏ mực có nhiều tác dụng chữa bệnh tuyệt vời mà rất ít người biết tới, là loại cây thấp mọc phổ biến ở miền Bắc. Từ xưa, nhân dân ta đã biết sử dụng cỏ mực trị bệnh hiệu quả. Bí quyết dùng cỏ mực của người nông dân. Ở các thành phố lớn, mỗi khi bị bệnh gì đều có bệnh viện, cửa hàng thuốc tây ngay đầu ngõ, nên không ai nói về việc sử dụng thảo dược chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu bạn sống trong điều kiện thiếu thốn, thì thuốc nam là lựa chọn rất tuyệt vời mà lại an toàn cho sức khỏe. Anh Hoàng sống tại một vùng quê Thanh Hóa, nơi đây mọc rất nhiều cỏ mực ven bờ ruộng, bụi rậm trên các khu đất trống. Mỗi lần trẻ bị sốt cao, anh lấy lá và thân cỏ mực giã nhuyễn, chắc lấy nước cho con uống. Hiệu quả rất cao. Sau 1 đến 2 ngày, bé đã hạ sốt hoàn toàn và có thể tiếp tục hoạt động vui chơi với các bạn trong xóm. Ở một vùng nông thôn Nghệ An, người dân có thói quen sử dụng cỏ mực cầm máu. Nếu chẳng may bị dao kéo chém vào da chảy máu, hoặc lên rừng, lên rẫy, bị cây cỏ đâm vào, thì lấy ngay một ít lá cỏ mực nhai nhỏ hoặc giã nhuyễn đắp vào vết thương sẽ giúp cầm máu tức thì, làm kín vết thương hở và hồi phục nhanh chóng. Cây cỏ mực còn có các tên gọi khác như rau mực hay nhọ nồi. Sở dĩ gọi nó là cỏ mực vì khi vò nát thấy có nước chảy ra đen như mực. Ở Ấn Độ, cỏ mực là một trong số 10 cây hoa quý được sử dụng làm mỹ phẩm bôi da, thoa tóc từ thời xưa, vân vân. Nó cũng là nguyên liệu chế tạo chế phẩm nhuộm tóc đen. Tại Java, người ta dùng lá làm thực phẩm. Đặc điểm của cây cỏ mực. Cỏ mực thuộc loại cây hàng năm mọc bò hoặc thẳng đứng, có lông thưa, cứng với chiều cao trung bình từ 0,2 đến 0,4 mét, có thể đến 0,8 mét, có thân màu nâu, lục nhạt hoặc hơi đỏ tía. Lá mọc đối, có lông hai mặt, dài 2 đến 8 cm, rộng 5 đến 15 mm, mép lá nguyên hoặc có răng cưa cạn, có lông cả ở hai mặt lá, cụm hoa hình màu trắng ở kẽ lá hoặc đầu cành. Lá bắc thon dài 5 đến 6 mm, cũng có lông, có hoa lưỡng tính ở giữa và hoa cái bên ngoài. Quả bế ba cạnh hoặc dẹt, có cánh dài 3 mm, rộng 1,5 mm, đầu cục, mọc hoang khắp nơi ở nước ta. Cỏ mực xuất hiện ở một số nước như Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và một số nước vùng Nam Á. Ở Ấn Độ, cỏ mực được sử dụng làm thuốc nhuộm tóc, trị nấm lát đồng tiền, xói đầu, trị gan, xung gan, vàng da, lá, lá lách phù trướng và làm thuốc bổ, tổng quát. Cây cũng được sử dụng trị ho, ăn khó tiêu, chảy máu miệng, chóng váng, giúp lành vết thương, chữa đau răng, vân vân. Rễ để gây nôn mửa và sổ. Bị bọ cụp cắn, dùng lá giã nát đắp vào. Ở Pakistan, cây tươi sử dụng làm thuốc bổ chung, làm giảm sưng lá lách và trị xuyễn, bệnh ngoài da, bệnh gan, hạt sưng, vân vân. Lá để trị nhức đầu, ho, hói tóc, lá lách và gan sưng phù, vàng da. Ở Trung Hoa, lá dùng để kích thích mọc tóc, toàn thân điều chế chất chát, cầm máu, trị ho ra máu, đau mắt, tiểu ra máu, xương gan, xương ruột, đau lưng, vàng da, vân vân. Lá tươi dùng để bảo vệ tay và chân nông dân, phòng ngừa nhiễm độc và sưng khi làm đồng áng. Ở Việt Nam ta, cỏ mực được dùng để chữa xuất huyết nội tạng như xuất huyết ruột, ho ra máu, chảy máu lợi, nướu, răng, trị xương gan, bàng quang, đường, tiểu đường, mụn nhọt, đầu đinh, băng bó ngòi giúp liền xương. Cây cỏ mực có tác dụng gì? Chuyên gia thảo dược Nguyễn Cao Khang cho biết, cỏ mực có tính lạnh, không độc, vị ngọt chua,
có công dụng mát huyết, lương huyết, dưỡng thận âm, thanh can nhiệt, cầm máu, làm đen râu tóc. Cỏ mược được dùng nhiều trong trị bệnh, nhưng chủ yếu là từ kinh nghiệm sử dụng bộc phát, chứ chưa có một nghiên cứu cụ thể nào công bố về công dụng của thảo dược này. Vậy cỏ mược trị bệnh gì? Câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Chúng ta cùng tham khảo 34 tác dụng quan trọng của cây cỏ mược bên dưới đây. 1. Cầm máu. Trong cỏ mược chứa chất tannin có thể rút ngắn thời gian đông máu. Ở Trung Quốc, các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm cắt đứt động mạch trên đùi chó, lấy bột cỏ mược tán mịn đắp vào chỗ đứt, khẽ ấn nhẹ và thấy có tác dụng cầm máu rất tốt. 2. Tiêu viêm, diệt khuẩn. Có tác dụng diệt các trực khuẩn viêm ruột, trực khuẩn bạch hầu, tụ cầu khuẩn và có tác dụng nhất định tới amip. Người ta dùng cỏ mực để trị các bệnh ngoài da và nhiễm khuẩn. 3. Ức chế ung thư, tăng cường miễn dịch. Có khả năng ức chế quá trình phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ở ung thư dạ dày. Ngoài ra, còn kích hoạt hệ thống miễn dịch, tác dụng mạnh đối với tế bào T lymphocyte. Ngoài ra, còn có nấm linh chi hay giảo của lam cũng có tác dụng tăng miễn dịch. 4. Giúp đen tóc và dưỡng da. Cỏ mực có công dụng cải thiện quá trình tuần hoàn máu ngoài da, nhất là da đầu, làm cho đầu tóc, da thịt được cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ. Do đó, da dẻ sẽ mịn màng, râu tóc đen mượt hơn. 5. Chảy máu cam và thổ huyết, non ra máu từ dạ dày. Giã nát cành và lá tươi lấy nước uống có tác dụng trị chảy máu cam và thổ huyết rất tốt. Hoặc dùng 30g cỏ mực, 10g trắc bá diệp, 15g lá sen đun sôi lấy nước uống ngày 3 lần. 6. Tiêu ra máu. Nướng cỏ mực trên miếng ngói sạch tới khi khô, mang tán bột, lấy 8g hòa với nước cơm uống, ngày dùng 2 lần. 7. Tiểu ra máu. Cỏ mực và mã đề lượng như nhau, mang giả lấy nước uống 3 chén mỗi ngày vào lúc đói. Có thể nấu cháo cỏ mực 100g cùng 3 lát gừng. 8. Trị ra máu. Giả nhuyễn một nắm cỏ mực nguyên rễ cho vào một chén rượu nóng, để trong rồi uống, giả đắp vào trĩ. 9. Chảy máu dạ dày, hành tá tràng. 50g cỏ mực, đại táo 4 quả, 25g bạch cập và 15g cam thảo sắc uống 2 lần trong ngày. 10. Vết nứt chém nhỏ chảy máu. Dùng một nắm cỏ mực sạch giã nhuyễn hoặc nhai nhỏ đắp vào vết nứt. 11. Điều trị râu tóc bạc sớm. Một nắm cỏ mực rửa sạch, đun cô đặc thành cao, thêm vào mật ong, nước gừng vừa đủ, cô lại lần nữa. Bỏ vào lọ để dùng dần, mỗi lần 1 đến 2 thìa canh, hòa với nước đun sôi để ấm hay cho ít rượu gạo để uống, mỗi ngày 2 lần. Cao này có công dụng bổ thận, ít tinh huyết. Hoặc có thể dùng 1 đến 2 ký cỏ mực, thêm ít nước ép lấy dịch đặc, trộn cùng bột nữ trinh tử. Cách chế biến bột nữ trinh tử: 300 đến 1000 g ngâm rượu 24 giờ, bóc vỏ, rang khô, tán bột. Dùng mật ong viên hoàng, uống mỗi lần 10g, mỗi ngày uống 3 lần, cùng rượu gạo hâm nóng sẽ giúp bổ can thận, trị đau lưng gối, xanh đen, râu tóc. 12. Điều trị dị mộng tinh do tâm thận nóng. Cỏ mực 30g, sắc uống mỗi ngày hoặc có thể phơi khô tán bột, mỗi ngày dùng 8g, uống với nước cơm. 13. Trị rong kinh. Bị rong kinh nhẹ, dùng cỏ mực khô, sắc nước uống, hoặc cây tươi, giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt uống. Nếu ra máu nhiều, cần thêm vào cây huyết dụ hoặc trắc bá diệp. 14. Trẻ từ lưỡi. 4g cỏ mực tươi, 2g lá hẹ tươi giã nhuyễn, lấy nước cốt hòa với mật ong, chấm lên lưỡi, cứ cách 2 giờ một lần. 15. Bị loét ống tiêu hóa, chảy máu. Cỏ mực và cỏ bắp mỗi lọ 30g đun sôi uống. 16. Chữa cơ thể suy nhược, kém ăn,
ăn không ngon, thiếu máu, gầy yếu. 100g cỏ mực, 50g gừng khô, 100g cỏ mằng trầu, chặt nhỏ, xào sơ, khử thổ, thêm vào 3 chén nước dừa tươi nấu còn 8 phân, mỗi ngày uống 2 lần. 17. Chữa chảy máu tử cung. Cỏ mực và lá trắc ba diệp, mỗi loại 15g, sắc uống ngày 1 thang, uống liên tiếp 7 ngày. 18. Trị chóng mặt, hoa mắt do can thận, âm hư tổn. Dùng 15g cỏ mực, 15g sinh địa, sắc nước uống 2 lần mỗi ngày, uống liên tiếp 30 ngày. Bài thuốc này cũng giúp trị râu tóc bạc sớm và rụng tóc. 19. Chữa ho ra máu. Cỏ mực 25g, a dao 10g, bạch cập 20g. Cỏ mực cùng bạch cập sắc lấy nước, cho vào chén. Thêm a dao vào trọn đều, uống 2 lần trong ngày, uống liên tục 7 ngày. 20. Phòng và điều trị viêm da. Cỏ mực tươi lấy 1 nắm rửa sạch, đem vào nát, sát lên tay chân cho tới khi màu da chuyển thành màu tím đen nhạt. 21. Chữa bệnh sỏi thận. Cỏ mực 25g, sa tiền thảo 15g, sắc lấy nước, cho ra chén thêm 1 ít đường trắng cho dị uống, dùng thay trà trong 30 ngày. 22. Hỗ trợ trong chữa trị chứng giảm tiểu cầu máu. Cỏ mực 10g, nhân sâm 5g, 1 ít gạo tẻ và đường trắng vừa đủ. Nhân sâm mang cắt thành từng lát mỏng rồi hấp chín. Cỏ mực mang rửa sạch, sắc lấy nước để nấu cháo. Cho nhân sâm vào lúc cháo chín cùng ít đường đủ ngọt. Dùng thay bữa điểm tâm 1 lần mỗi ngày, liên tục trong 5 ngày. 23. Chữa sốt xuất huyết. Lấy 16g cỏ mực, 16g bông mã đề, 16g kinh giới sao đen, 12g lá cúc tần, 20g sáng dây, 3 lát gừng. Tất cả đun cùng 600ml nước trong 30 phút, chia uống 3 lần trong ngày khi còn ấm. 24. Trị zona thần kinh. Hái 1 nắm lá cỏ mực rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt, rồi xoa nước này lên vùng da bị bệnh, rồi để khô tự nhiên, ngày làm 3-4 lần. 25. Chữa suy thận. Dùng 30g cỏ mực khô, sa vàng trên lửa than và 40g đậu đen, sa vàng, sắc với 2 lít nước, chia uống nhiều lần trong ngày. 26. Trị ngứa âm đạo. Cho 100g cỏ mực tươi với 1 ít cao đằng đun lấy nước, dùng để rửa ngòi hàng ngày cho đến khi khỏi. 27. Chữa viêm họng. Lấy 20g cỏ mực, 20g bồ công anh, 16g kim ngân hoa, 16g cam thảo đất, 12g củ rẻ quạt. Tất cả sắc lấy nước uống trong ngày, mỗi ngày 1 thang. 28. Chữa sốt cao ở trẻ. Dùng mỗi thứ 20g gồm cỏ mực, sắn dây và xài đất, 16g cây cối xay, 16g cam thảo đất, 12g ké đầu ngựa, sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang. 29. Điều trị gan nhiễm mỡ. Nhờ đặc tính hàn mà cỏ mực khá công hiệu trong việc điều trị các chứng bệnh liên quan đến lưu thông khí huyết bên trong thận và gan. Do vậy, đối với những người bị gan nhiễm mỡ, có thể dùng cỏ mực trong hỗ trợ điều trị. 30. Điều trị xuất huyết nội tạng. Nhờ khả năng cầm máu mà cỏ mực có công dụng cao trong điều trị các bệnh như tiểu tiện ra máu, chảy máu dạ dày, rong kinh, thổ huyết do lao, viêm gan, mãn tính, v.v. 31. Trị mề đay. Kết hợp cỏ mực với các thảo dược như lá huyết dụ, lá xương sông, lá dừa chuột, lá diếp cá, lá nhài và lá khế giả nhuyễn, vắt lấy nước cho người bệnh uống. Phần bã gom lại đắp hoặc cho vào mảnh vải mỏng xoa lên người. 32. Trị sốt phát ban. Dùng 60g cỏ mực, sắc với nước, chia ra uống 2-4 lần trong ngày. 33. Trị lang ben, bạch biến. Lấy 30g cỏ mực, 30g hà thủ ô, 10 xích thược, 10g đương quy, 10g bạch trực, 15g đan sâm,
15g đảng sâm, 12g bạch chỉ và 6g thiền thoái. Sắc uống trong ngày liên tục từ 3 đến 5 ngày sẽ có kết quả. 34. Trẻ em bị eczema. Dùng 50g cỏ mực, sắc nước cho cô đặc, bôi vào chỗ đau. Khoảng 2 đến 3 ngày là thấy bớt ngứa, dịch rỉ giảm. Đóng vảy sau 1 tuần là hết bệnh. Ngoài ra, cỏ mực còn chữa sốt xuất huyết, chống xương viêm, bảo vệ gan, hạ huyết áp. Trung hòa tác dụng của nọc rắn rất tốt. Viện Đông y phối hợp với Bệnh viện quận Đống Đa từng sử dụng cỏ mực chống dịch sốt xuất huyết, mũi truyền tại năm 1969 cho 230 bệnh nhân nội trú và kết quả là 99,6% khỏi bệnh. Ở Viện Quân y 13, Quân khu 5 cũng đã từng sử dụng các bài thuốc nam dạng siro thành phần có cỏ mực để chữa sốt xuất huyết, mang lại hiệu quả cao. Những lưu ý khi sử dụng cây cỏ mực. Kỵ sử dụng cỏ mực với người tỵ vị hư hàn, tiêu chảy, âm hư không có nhiệt. Tuyệt đối không cho phụ nữ có thai dùng vì dễ băng huyết dẫn tới sảy thai. Trên đây là toàn bộ về thông tin, tác dụng cùng cách dùng cỏ mực Sức khỏe tự nhiên muốn chia sẻ. Lưu ý, những bài thuốc chỉ mang tính chất chia sẻ, không khuyến khích bạn áp dụng theo, hoặc trước khi dùng nên hỏi ý kiến bác sĩ và người có chuyên môn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.